trên đường ta đi. Vẫn lắng bên thương thầy cô bạn bè. Đối với tôi, sinh viên ngành quan hệ công chúng khóa 23 đã thành công trong việc tiếp nối truyền thống năng động, sáng tạo, bản lĩnh và nhiệt huyết của các đàn anh, đàn chị đi trước. Các bạn đã thể hiện trọn vẹn sức trẻ, tinh thần xông pha và khả năng của mình thông qua những hoạt động, sự kiện được tổ chức chuyên nghiệp, những lễ hội, tác phẩm truyền thông sinh viên đã mang đậm nhiều dấu ấn. Đây cũng là một trong những khóa đặc biệt năng nổ trong việc gắn kết cộng đồng sinh viên khoa quan hệ công chúng truyền thông các thế hệ. Khoa 23 ngành quan hệ công chúng nói riêng và các bạn tân cử nhân, tân kỹ sư, kiến trúc sư cùng tốt nghiệp năm nay đã trải qua những học kỳ chưa từng có tiền lệ, phải đối mặt với những nhiều khó khăn, thách thức khi thực hiện khóa luận, đồ án tốt nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, tôi cho rằng việc các bạn có mặt tại buổi lễ hôm nay, cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp chính là câu trả lời hoàn mỹ nhất, là minh chứng sáng tỏ cho quá trình nỗ lực không ngừng để về đích của mỗi người bạn trong suốt thời gian chiến đấu cùng dịch bệnh. I love Pia Pia, oh wow. Đường xa dẫu vẫn còn dài, ngày mai biết đâu nhiều trong gai, nhưng sẽ chẳng có ai ngã gục phải không? I love Pia Pia, oh wow. I love Pia Pia, oh wow. Dù bao gian khó còn nhiều và những bước chân vẫn còn yếu, nhưng ta hãy cố gắng vượt qua. Xin chào. Chào các bạn sinh viên khóa 23 của khoa quan hệ công chúng và truyền thông trường Đại học Văn Lang. Anh hiện đang là người dẫn chương trình, huấn luyện viên kỹ năng và cũng là giảng viên của khoa, phụ trách môn nghệ thuật nói trước công chúng. Anh biết ngày hôm nay là một ngày rất đặc biệt và khó quên đối với các bạn. Đây cũng là điểm khởi đầu cho một hành trình tương lai các bạn gắn bó với môi trường làm việc đầy sự sáng tạo, trẻ trung, năng động và máu lửa. Trong quá trình 10 năm làm việc ở lĩnh vực truyền thông, truyền hình, sự kiện thì anh may mắn được cộng tác với rất là nhiều anh chị em bạn bè mà họ trưởng thành từ cái nôi của Pia Văn Lang. Điều này cho thấy đây không chỉ là một tên ngành, tên khoa của một trường đại học mà chúng ta đã cùng nhau xây dựng nên một thương hiệu mang tên Pia Văn Lang. Rất là tự hào vì mình được là một mảnh ghép trong một bức tranh chung đầy những sắc màu rực rỡ. Rất mong trong thời gian tới anh sẽ có cơ hội được làm việc với những nhà sáng tạo trẻ đầy tài năng, bản lĩnh và tự tin, đó chính là các bạn. Anh có rất là nhiều những lời chúc, trong đó thì chúc các bạn sẽ vững bước trên con đường mà mình đã chọn. Chúng ta vững tin với tri thức đã được lĩnh hội từ ngôi trường thân yêu và vững vàng với kỹ năng chuyên môn, rồi cố gắng hết mình nỗ lực cho công việc với tâm thế đầy hiên ngang, vì chúng ta không ai khác là Pia Văn Lang. Tốt nghiệp tại trường Đại học Văn Lang đã giúp anh có một cơ hội để tìm được những công việc và những trải nghiệm thật sự rất là đáng trân trọng. Thì với một ấn tượng đến từ các bạn khóa 23, 24 tại trường Đại học Văn Lang và anh có cơ hội tiếp xúc, thì anh thật sự là đánh giá cao về những cái mà các bạn đang thể hiện, những sự năng động và những sự sáng tạo mà các bạn đang có. Thì anh tin rằng đây là những hành trang rất là quý cho các bạn để tiếp tục trên hành trình mà các bạn đã lựa chọn. Một lần nữa xin chúc mừng các bạn và hãy mạnh mẽ lên trên con đường sắp tới nhé. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến quý vị phụ huynh đã tin tưởng và đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình ươm trồng hạt giống hạnh phúc. Cảm ơn quý thầy cô, các bạn, các cán bộ nhân viên luôn nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, hỗ trợ sinh viên trong học tập, nghiên cứu và rèn luyện. Và đặc biệt, cảm ơn các em và vì đã lựa chọn và trở thành một phần không thể thiếu của Văn Lang. Trên hành trình mới, tôi mong K23 PA vẫn tiếp tục duy trì ngọn lửa nhiệt huyết, sự bản lĩnh và sáng tạo của mình trong công việc. Con đường ấy sẽ gặp hình hơn, phức tạp hơn, nhiều khó khăn, thử thách hơn, nhưng tôi tin tưởng rằng các em sẽ vượt qua. Hãy cùng nhau cố gắng từng ngày, từng giờ để cải thiện bản thân, cảm về chuyên môn, đạo đức. Hãy cương lĩnh, bản lĩnh để đứng lên sau những thất bại và chúng ta nhất định sẽ thành công. Chúc các em được sống hết mình với đam mê, được phát huy trọn vẹn khả năng, tri thức trong công việc, đóng góp thêm nhiều giá trị tốt đẹp cho xã hội, cho gia đình và cho chính bản thân mình trong tương lai. I love Pia Pia, oh wow. Đường xa dẫu vẫn còn dài, ngày mai biết đâu nhiều trong gai, nhưng sẽ chẳng có ai ngã gục phải không? I love Pia Pia, oh wow. I love Pia Pia, oh wow. Dù bao
những bước chân vẫn còn yếu, nhưng ta hãy cố gắng vượt qua. I love Pia Pia, oh 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 oh. I love Pia Pia, oh oh oh. Đường xa dẫu vẫn còn dài, nhưng mà biết đâu như trong gai. Những sao chẳng có ai nghe được phải không? I love Pia Pia, oh 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 oh. I love Pia Pia, oh oh oh. Dù bao gian khó còn nhiều và những bước chân vẫn còn yếu, nhưng ta hãy cố.